Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay thì em gặp cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Oresta Và đây là chiếc thuộc bộ sưu tập Ordenstar Retrograde uh, Retrograde là một bộ sưu tập cũng rất là lừng danh của tương hiệu đấy anh em nhé Và đây trong bộ sưu tập của thiết kế gần như là mãn nhãn, hoàn hảo của dòng sản phẩm Oresta thôi Chính vậy cho đến thời điểm tại thì dòng Retrograde này thì Oresta họ cũng không có sự thay đổi gì Kể cả về trong thiết kế cũng là bộ máy Chiếc hàng hôm nay đến từ bác là một chiếc hàng qua sử dụng đến từ bộ sưu tập Oresta Retrograde phiên bản nhật nội địa với cái mặt đồng hồ được làm màu ghi xám kim chúng ta sẽ được mạ PD và hồng rất đẹp và sang à, độ mới chiếc đồ này thì anh em không phải là tắt, con này dùng về độ mới còn rất hoàn hảo Đấy. làm một chiếc hàng line new, rất là tuyệt vời à, mức giá bán của chiếc đồ này cũng rất là tốt bây giờ anh em mua hàng mới con này thì không có đâu còn nếu mà có thì cũng sẽ lanh quanh khoảng 12 13 triệu đồng Đấy, tuy nhiên hôm nay bọn em có một chiếc hàng line new độ mới rất tốt với mức giá của anh em chỉ là 9 triệu đồng thôi một giá rất tốt anh em nhé và trước khi đến cơm trước hồi trong video ngày hôm nay rất mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi mình nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới video ấn vào chuông bên cạnh để khi anh em ra video đồng hồ mới thì youtube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào mình cung cấp nhé không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc onen star retro grade trong video đồng hồ ngày hôm nay chiếc All Star này tự bác là một chiếc hàng quà dụng à, về độ mới thì em đánh giá đây một chiếc hàng Line New độ mới 99% tình trạng thì chỉ còn lại bình đường hồ khô, không có hộp đựng các bác nhé và khi anh em mua thì bên em sẽ có một hộp đựng nhỏ nhỏ nữa bên ngoài cho anh em có thể yên tâm trong quá trình vận chuyển cũng như quá trình sử dụng hàng ngày à, thân bảo dây làm hoàn toàn được chất lượng thép công kỳ 36L dây thép đúc khóa thép đúc đáy sao của máy giúp em quan sát chuyển động máy tâm chiếc này thì về cái ngoại hình này, đang nhìn rất là tuyệt vời mới sáng bóng đẹp đấy đeo lên tay thì không khác gì con hàng mới cả đâu các bác nhé độ mới rất là tốt À, màu sắc đẹp con này có màu sắc màu uh, à, màu xám rất ít khi bắt gặp ở chiếc Orange và chúng ta có bộ kim được làm nổi bật với tông màu vàng hồng và cọc số nó là màu thép à, chiếc này có trọng lượng ở mức khá là vừa phải không quá nặng tay cho nên đeo thì đồng hồ rất thật trên cổ tay nhưng lại không bị quá nặng Đấy. tiếp theo nữa thì thiết kế đẹp dòng retro red nó đã quá nổi tiếng với thiết kế rồi Đấy, và hơn nữa bộ máy sử dụng cũng là máy rất tốt có chức năng retro là không phải là bộ máy đơn giản thôi anh em nhé à uh, trong tiếng Anh thì nó có nghĩa là ngược dòng. Đấy, cho nên là anh em sẽ thấy là nó trang bị ở góc uh, của góc 6 giờ của lịch thứ này. Khi đến đó đến chủ uh, nhật thì nó sẽ bật ngược về thứ hai chứ nó không sẽ tròn đến cái lịch ngày góc 9 giờ. Đấy. Uh, thiết kế của dòng này thì vẫn rất là đẹp rồi, hoàn thiện tốt. Audesta là có dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu Orient. cho nên là về cái hoàn thiện thì không gì để mà chê cả. Máy móc chất lượng. Uh, kích thước thì dòng này kích thước của em nó sai mặt cũng ở mức khoảng 39,5 và độ dài mặt số của em này sẽ hơi dài một chút nó lanh quay khoảng gần 14. Nói chung là đeo con này thì anh em chu vi của tay khoảng tầm từ 15.5 là đeo rất đẹp chiếc này rồi Không phải quá lăn tăn Cảm giác khi mà đeo nó sẽ hơi dài một chút Cái điều này rất là quen thuộc của thương hiệu All Star đi chồng đấy thôi các bác nhé à, Về thiết kế mặt số thì chúng ta sẽ có mặt số được làm với tông màu ghi xám Và anh em thấy nó thực trải tiền sáng sân bớt Rất ổn áp này, xem giờ rất là dễ à, Để bật chúng ta sẽ bộ kim được mã PD và vàng hồng Chúng ta sẽ có 6 kim Thì ba kim nhỏ bao gồm kim lịch ngày ở góc uh, 39 giờ này kim sang ở góc 12 giờ và kim lịch thứ góc 6 giờ đều được làm rất là đẹp kim dây thanh bảnh cho một ba thiết kế quan thuộc của đồng hồ cơ kim giờ và cái phút được làm dạng kim thon dài vút nhọn đầu kinh à, cọc số thì nó sẽ làm dạng cọc số vạch thôi góc 12 giờ có vạch đôi cọc số lại có vạch đôi bình thường và cọc số cũng làm từ thép không kỳ gắn nổi trên mặt số hoàn thiện phần xước, vây bóng bắt sáng mặt quan cực kỳ tuyệt vời bạch gatorin chưa phút màu trắng đối liền các cọc số lại với nhau phía dưới góc 6 giờ chúng ta dòng chữ japan đây là một chiếc sản xuất và đáp tại nhật và máy 40 a năm và chúng ta có mã phần mặt số đồng hồ đấy đẹp anh em nha Mặt số cái tông màu ghi xám này nhìn rất ổn áp đẹp nhá và anh em thấy mặt số đó có cái phần kính thuốc làm kính sapphire phía bên khối nhưng mà nó hơi cong lên một chút đấy tạo hướng ánh sáng khá là hay khi mà chúng ta nghiêng để xem giờ còn uh, thân vỏ ở ngoài thì chúng ta thấy nó nhìn về rồi đánh bóng và độ mới còn rất tốt bóng bảy luôn đây okay. Anh em nhìn vào độ mới trước này rất là hoàn hảo luôn anh em nhá con này gần như là mới nguyên chưa bị vết trước nào rất là đẹp luôn hầu như là không có vết sức nào có một vài vết sức phải lông bèo siêu nhẹ thôi càng này đấy độ mới rất tốt rất đẹp đấy anh em nha con này mua không khác gì con thằng mới luôn rất đẹp tiết kiệm vài triệu đồng <laughs> đúng chỉnh thì sẵn logo của Audi Star đây và phần đúng này giúp anh em chỉnh giờ lấy con tay cũng như chỉnh lịch thứ hai của đồng hồ à, bộ dây này dây còn rất mới rất đẹp dây còn không bị xước mấy như thế này thì mặt số nó quá đẹp cái phần vỏ đẹp là điều bình thường thôi khóa đang còn rất mới quá quá tuyệt vời con này phải nói dùng từ quá tuyệt vời với cái độ mới màu sắc đẹp phiên bản nhật nội địa cực kỳ hiếm ở trên thị trường à, về kích thước thì chiếc này chúng ta thì sẽ có sai mặt của em đó là 39,5 và độ dài mặt số chiếc này con này sẽ hơi dài một chút con này nó rơi tổng khoảng 14 mm anh em nhé càng được cái càng cong đeo tay và chúng ta sẽ ca ngày hôm nay chỉ là 45,5 thì với thông số kích thước như này anh em trung bị của tay khoảng tầm từ 15.5 là đeo rất đẹp trước này ví dụ tay của em là 15.8 này thì mà đeo lên tay thì cảm giác nó rất là vừa bạn đẹp luôn tuy nhiên thì anh em thấy nó sẽ hơi dày một chút ở trên cổ tay như này tuy nhiên thì đeo chiếc đồng hồ này thì khi mà anh em mặc áo vest áo sơ mi thì nó sẽ chặn cái cân cổ áo lại đây và khoe được cái đồng hồ ra Đấy tông màu gây xám nó cũng là một cái tông màu rất dễ đeo thôi từ người trẻ trung lớn tuổi chúng ta đều tạo được và đây là một cái phiên bản đồng hồ rất dễ đeo của dòng Night Star rồi đấy vừa dây chúng ta thì sẽ có dây năm mắt ba mắt đánh về xước và hai chỉ nhỏ làm về bóng đan xét thiết kế dây đường mi ba đến nét mềm mại tinh tế và rất là sang cái càng này thì nếu anh em thích chúng ta có thể mua một bộ dây và khóa bên ngoài dây da nhé thì anh em có thể mua một bộ dây khóa bên ngoài đeo được với cái tông màu này để anh em có thể đeo dây màu đen hoặc là màu ghi cùng với màu của phần uh, mặt số là được khóa thép đúc dài dạng và chắc chắn của logo của Oresta trên một tuần khóa đáy sau của em này thì đương nhiên sẽ là đáy hưởng máy để giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong thôi cái này thì không có gì để mà phải lăn tan cả trên <laughs> các bạn chúng ta có logo của Oresta dòng chữ Oresta Japan máy trang bị là máy 40 a 52 22 chân kính tần số động là 21 600 một con 4 giờ máy thao được xây sản xuất và hoàn toàn nhật bên ngoài chúng ta có logo của Seiko Action Corporation này, Make in Japan, sản xuất ráp tại Nhật, và máy và phần cây back chúng ta có mức trong nước ở này 13 tương đương 100m Mình bỏ làm tác không kỳ và kính sapphire mặt đằng trước à, bộ máy 40A52 này của chúng ta thì anh em nhìn thấy nó sẽ được trang bị cái vân vân máy bên trong làm dạng vân vẻ cá xếp chồng vào nhau rất đẹp rất bắt mắt luôn cực kỳ sang bộ máy hoàn thiện tốt đẹp máy chúng ta đều đủ chức năng từ lên có tự động nơi có bằng tay Đấy, anh em thấy khi mà bạn có tay thì kim sang chạy lên này chỉnh giờ thì mở đai đất kim dây dừng lại giúp em chỉnh giờ xác thực giây đồng hồ nó có lịch thứ ngày anh em vận góc 12 giờ lịch thứ ngày nó nhảy thì đây đang giờ buổi sáng và em sẽ để mức khoảng 8 giờ sáng này đóng đúng lại kim giờ chạy bình thường chỉ lịch ngay anh em mở đúng ra một đất xuôi theo chỉ kim đồng hồ Đó, anh em chỉ lịch cái lịch ngày và lịch thứ anh em sẽ vận ngược chỉ kim đồng hồ lên và anh em thấy nó đến chủ nhật này thì nó sẽ bật về thứ hai này đấy chứ nó không sai tròn nha đấy sau chỉnh giờ về thứ ngày sau anh em đóng cũng lại kiểm tra cẩn thận tránh mở đúng nước vào Bước chống nước của dòng phẩm này là một bước chống nước rất tốt, 100 m, các động thường ngày anh em đi mưa rửa tay và xe rất thoải mái. Chỉ lưu ý với anh em là không ba hồ chúng ta đi bơi, tắm tắm lạnh và tắm sông hơi. Với mức giá bán là 9 triệu đồng. Thế anh em mà thích chiếc này có thể liên hàng với lại bên em thông qua số điện thoại để phía trên màn hình và các thông tin liên hệ em để đủ hết dưới phần mô tả của trang. Kênh em gọi điện nhắn tin em sẽ vẫn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồng hồ này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của bên em. Xin chào và lại anh em ở những giao đồng hồ tiếp theo.